Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào lúc 8 giờ sáng nay, khiến cho 5 ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo những người dân cho biết, khi đó đám cháy bắt đầu bùng phát từ một cửa hàng đồ gia dụng rồi nhanh chóng cháy lan sang 5 căn nhà liền kề nhau trên đường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. 7 xe cứu hỏa đã được điều động đến, nhưng do các hộ dân ở đây chủ yếu kinh doanh những vật dụng dễ cháy như gỗ, vải nên đám cháy bùng phát rất nhanh và dữ dội. Phải mất 1 giờ đồng hồ, hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy mới dập được lửa. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, trước mắt chính quyền đang tìm cách hỗ trợ người dân.